cái lòng dân. Dạ. Tại vì người dân người ta biết là cái đền, giống như Jimmy nói, với cái đền nó tồn tại 10 năm rồi. Dạ. Quý vị là ai, quý vị làm cái gì, người dân đồng hương người ta biết chứ. Dạ. Nhưng mà tại sao bây giờ quý vị không còn khả năng trả tiền nhà? Có nghĩa là đồng hương không còn hỗ trợ nữa, đúng không? Thì mình lúc nào cũng phải tiên trách kỷ hậu trách nhân, mình phải nhìn lại tại sao đồng hương không còn hỗ trợ, không còn ủng hộ mình nữa. Đã tại sao bây giờ họ vẫn bỏ bao nhiêu triệu xây, anh thấy đi đâu cũng thấy chùa. Chị đồng ý không? Dạ, dạ. Bây giờ những con đường Magnolia, con đường gì các anh đi đâu thấy chùa. Dạ. Mà một cái chùa như $1,000,000 dễ dàng. Dạ. Tại vì một căn nhà phải là $1,000,000. Dạ, dạ. Có nghĩa là bây giờ đồng hương người ta sẵn sàng bỏ tiền cúng dường cho mấy thầy xây chùa. Còn sư hộ mang là chân trời là gì đó. Chân tăng gì đó anh không biết, thần tăng, thần thánh tăng gì ai anh không dám nói. Dạ, dạ. Nhưng mà ít nhất đồng hương vẫn sẵn sàng. Dạ. Đóng góp cho nhà thờ, mua được cái nhà thờ kiến. Dạ. Tại sao quý vị chỉ có 8,000 một tháng mà người ta không cho, trong cái nhà thờ kiến $40,000,000 mà người ta mà mua được. Dạ. Ý em nói là thành phố Westminster, tại sao thành phố Westminster không bảo trợ mà bây giờ phải qua thành phố Anglo. Cái đền thánh bên kia rất là to lớn, anh có dư. Cảm ơn chị Mê. Bây giờ nhìn lại quý vị thấy sau khi lòi ra cái bộ mặt thật của Anglo đổ, thì dạ, các bạn thấy nổi bây giờ báo chí truyền thông và quận, đúng không, sau khi người ta thưa. Dạ. Cái tượng đài ô nhục, bức tường ô nhục mà Andrew nó rót $1,000,000 cho Peter Phạm. Dạ. Thì Jimmy chắc cũng biết cái vụ đó rồi. Dạ. Là nó đã ăn chặn bao nhiêu tiền của coi coi những dạ, 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 nó dạ, ăn chặn bao nhiêu tiền của quận, của chúng ta rồi, tiền đó tiền của mọi người. Dạ. Đúng không, tiền thuế của dân, ngân sách của quận là tiền thuế của người dân. Mà chỉ qua một sự kiện, cái bức tường ô nhục, quý vị thấy không, nó rót xuống cho đàn em tay sai băng đảng nó $1,000,000, nó tính tiền quận, nó nuốt không trôi, nó trả lại $150,000 là nó tính bill, hóa đơn, nó tính tiền $850,000. Yeah. Mà bây giờ đưa những cái hãng thầu Mỹ, Jimmy biết rồi, yeah, hãng thầu Mỹ nó tính giá trên trời, có phải không? Yeah. Jimmy mà kêu tụi Mỹ đến nó thầu nó xây cho Jimmy nó tính giá trên trời không mà. Dạ. Cuối cùng chính những cái công ty của Mỹ nó cũng chỉ định giá là $150,000, $180,000 là max thôi. Dạ. Đó là tụi Mỹ làm, đúng không? Dạ. Làm đúng tiêu chuẩn là hết giá trên trời luôn á. Dạ. Nó cũng chỉ tính được đến $180,000 thôi. Mấy con chó chết, mấy khốn nạn này nó tính tiền một quận là $850,000. Thì quý vị nhìn lại từ cái vụ nó rót xuống mười mấy triệu cho con gái của nó, đúng không, $4,000,000 cho bà Thanh Hương, cũng ngay có cái tiệm ăn chay ngay cạnh đền Đức Thánh Chạnh, anh đâu có xa lạ gì với hand to hand với bà Thanh Hương. Yeah. Thì quý vị có tưởng tượng qua những cái sự kiện mà bây giờ mới bị phanh phui ra, thì chúng ta biết là một mình Andrew Đổ giống như bà Michelle Steele hàng năm họ có quyền chuẩn chi ngân sách $9-10 tỷ hàng năm, họ có quyền họ xào nấu, đúng không, họ chuẩn chi, họ quyết định phân bố rồi này kia. Tại sao mấy chục năm nay người Việt mình nắm cái chức giám sát viên ít nhất là mười mấy hai chục năm nay rồi, đúng không, mười mấy, một mình Andrew Đổ là nắm cái chức này 10 năm rồi, người Việt mình nắm cái chức giám sát địa hạt bột là gần 20 năm rồi. Dạ. Trong khi đó cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, cái đền Đức Thánh Trần, cái thời giá cách đây 20 năm, cách đây 10 năm thì chỉ cần vài trăm ngàn đô la là mua được rồi. Mà tại sao mấy chục năm nay không có, chúng ta nói kể cả nếu mà thực sự mua luôn, làm luôn một cái building riêng cho người Việt mình chứ đừng nói đổi tên. Quý vị có thể làm được cách đây 10, 20 năm rồi. Đúng không? Tiền nó đi đâu? Chỉ trong vòng mới đây, trong vòng sau cái vụ Covid, tiền trên quận chưa rót xuống, mới vừa, còn là nó gọi là bên Việt Nam gọi là giải ngân á. Mới giải ngân xong là tụi này nó mua 6 căn nhà. Dạ. Chỉ giá 6,000,000+, đúng không, mỗi một phi vụ thôi là nó ăn 6,000,000+ nó mới mua được 5 căn nhà 6,000,000+, đúng không. Dạ. Thì mấy chục năm nay quý vị nghĩ là nó ăn chận bao nhiêu tiền của cộng đồng mình. Dạ. Bởi vì anh mới nói là hồi xưa những người như anh là đã tố cáo, đã lên án, nhưng mà rất tiếc sức người có hạn, anh không có danh phận, không có uy tín, đúng không, không có tài lực, không có thế lực, không có băng đảng, trong khi tụi này nó bao trùm, anh nói tụi nó là tập đoàn băng đảng mafia chính trị, nó cấu kết với truyền thông bưng bô, truyền thông bận bựa, đúng không, tụi nó là dân cử có quyền lực, nó cấu kết với truyền thông, rồi nó sử dụng âm binh côn đồ, nó hành hung, nó vu vạ, nó vu khống, nó khủng bố, chưa kể là nó hù dọa
nó gọi là nó bao vây á, nó tẩy chay, nó bôi cột. Thành ra Jimmy biết bao nhiêu năm nay anh đâu có làm được cái gì đâu, yeah. Ai dám mà làm việc với anh, anh yeah. ra báo cũng ai dám đăng quảng cáo, mà dạ dù cũng ai dám mướn anh lên đài nữa, ví dụ như vậy. Là nó khống chế, nó thao túng, nó lúng đoạn cái cộng đồng mình mấy chục năm nay rồi, yeah. Nhưng mà gần đây thì giống như anh nói, cả một cái tập đoàn, cả một cái lâu đài của nó, yeah. sẽ bị sụp đổ, yeah. Tại vì không phải là lâu đài xây trên cát, yeah. mà là cả một cái tập đoàn xây dựng trên những cái sự dối trá, bịp bợm, láo xạo. Anh có lên cái đền thánh của Đức Trần Đạo ở trên ga Hàng Gô, trên lầu dài, anh có nhìn thấy cái tượng mới xây như đó, anh có vậy là anh có ủng hộ cái chương trình đó không ạ? Cái đó thì thật sự anh, theo anh biết là cái tường đó là cái lúc đầu tiên là anh Pháp Bùi anh đã góp phần anh làm cái tường đó, trước khi mà có cái tường lớn ở đền Đức Thánh Trần đây là họ dựng cái tường đó. Sau đó là có nhiều người coi góp ý nó là cái tường nó nhỏ quá, không có xứng tầm, thì họ mới quyên tiền họ xây cái tường lớn hơn, đúng không, rồi mới đưa cái tường nó rước vào bên trong. Thì bây giờ thì họ chắc là chuẩn bị phải trả lại nhà, thì họ lại là rước cái tường nó về chỗ mới bây giờ. Cái đền trên kia rất là to lớn, anh có lên đó tham viếng lần nào chưa? Mấy tháng trước anh có hay ghé lại, tại vì cái cộng đồng của bên phía do anh Pháp Bùi đại diện hồi đó cũng có cho tụi anh mượn chỗ để làm họp báo, rồi tụi anh cũng có quen biết á, thì anh cũng có đến đó một thời gian. Nhưng mà gần đây anh lưu bu nhiều chuyện quá thì anh cũng không có ghé lại, anh cũng gọi là không có tham gia sinh hoạt cộng đồng. Không phải anh không quan tâm đến cộng đồng, mà nhờ giống như anh nói với Jimmy á, là anh đã nhìn thấy trước những cái trò láo xạo bịt bợm, những cái chuyện buôn thần bán thánh, núp bóng cờ vàng, nhân danh cộng đồng, nhân danh chống cộng để chịu cộng kiếm cơm, mà để mà chống cộng kiếm phiếu này, thì anh đã thấy từ rất lâu nay, anh biết rõ cái bộ mặt thật của họ rồi.